Quý Bình sau 2 năm cưới nữ doanh nhân đại gia bất động sản. Quý Bình có tên thật là Lê Ngọc Bình, sinh năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Hoài Biệt, Cá Rô Anh Yêu Em, Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo, Dù Có Gió Thổi. Là một diễn viên kịch được yêu mến tại sân khấu kịch 5B. Ngoài ra anh còn tham gia làm MC và lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Là một nam diễn viên điện trai có thực lực, Quý Bình có nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng Quý Bình lựa chọn vợ đại gia bất động sản. Anh công khai tình yêu với vợ từ năm 2018. Tháng 4 năm 2019, anh đăng tải trên trang cá nhân ảnh cả hai nắm tay và trao nhau nụ hôn dưới hoàng hôn, thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và khán giả. Trước sự quan tâm của mọi người, Quý Bình gửi lời cảm ơn nhưng đồng thời từ chối chia sẻ vì cảm thấy chưa đúng thời điểm. Vợ của nam diễn viên có tên Nguyễn Ngọc Tiền. Cô là một nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Cơ duyên để hai người chính thức tìm hiểu và quen nhau là sau những lần gặp gỡ tại các sự kiện. Trong thời gian yêu đương, vợ luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần cũng như chia sẻ, cố vấn cho nam diễn viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Dù hoạt động trái ngành, cô vẫn tỏ ra thông cảm cho tính chất công việc nhiều khác biệt của nam diễn viên. Nói về mối tình với vợ doanh nhân, diễn viên Quý Bình chia sẻ: "Tôi muốn gắn bó với người yêu hiện tại vì thấy đồng điệu. Quen cô ấy tôi thấy hạnh phúc vì cả hai hợp nhau trong từng suy nghĩ, cách sống. Chuyện tình của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè. Bố mẹ nam diễn viên thậm chí giục anh cưới sớm để yên bề gia thất. Thuận lợi hẹn hò với đại gia là vậy, nhưng mới đây Quý Bình còn vướng tin đồn, nhờ vợ mới có tiền mở công ty." Trả lời thêm về vấn đề này, anh nói, cô ấy luôn ủng hộ tôi về tinh thần, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, là một cố vấn đắc lực và vô cùng quan trọng với tôi. Còn tài chính tôi hoàn toàn độc lập nhờ tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tôi quan niệm mình là đàn ông, vẫn nên là trụ cột. Sáng lập điều gì thì điều đầu tiên người quyết định phải là mình. Quý Bình lúc mới kết hôn với vợ đại gia, anh cũng gặp nhiều sóng gió thị phi. Tuy nhiên sau 2 năm ở chung, họ đã rất hòa hợp. Hiện tại vợ Quý Bình vẫn bận rộn với công việc điều hành công ty. Mỗi ngày chị đều làm 8 giờ sáng và về nhà lúc tối muộn. Những hôm thu xếp được thời gian về sớm, chị tranh thủ về nhà để chuẩn bị bữa tối cho chồng. Chúng tôi thích cuộc sống bình dị sau giờ làm việc. Thay vì những buổi tối hẹn hò ở một quán ăn nào đó, vợ chồng tôi sẽ chọn cách tự nấu ăn tại nhà. Khi anh Bình đi làm về, sẽ ăn cơm tối, hoặc tôi bận thì anh Bình sẽ vào bếp. Chúng tôi thích dành cho nhau những khoảnh khắc nhẹ nhàng như tới cây chăm sóc cây cảnh hay cùng nhau dạo phố. Như thế là vui rồi, mỗi tháng chúng tôi cũng sẽ lên lịch và sắp xếp ngày nghỉ cùng nhau. Cả hai sẽ đi du lịch và hẹn hò riêng tư để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, Ngọc Tiên tâm sự trên Vietnamnet. Không chỉ yêu thương chồng, vợ Quý Bình còn quan tâm đến gia đình Quý Bình. Mỗi dịp cuối tuần, nữ doanh nhân lại cùng ông xã trở về quê nhà Hóc Môn. Là nữ tướng trên thương trường nhưng ở nhà chồng, Ngọc Tiên không ngại lăn xả, chuyện bếp núc. Nàng dâu sẵn tay hái rau, bắt cá, vào bếp nấu những món ngon, chiêu đãi gia đình chồng. Khi nhà chồng có đám giỗ, Ngọc Tiền hoàn thành xong công việc với đối tác, tranh thủ đến dự, ăn xong cô xuống bếp rửa bát. Mẹ Quý Bình sợ con dâu vất vả, nhưng Ngọc Tiền cười đáp, con rửa một chút là xong thôi. Dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát của Ngọc Tiền khi làm việc nhà được nhiều khán giả khen ngợi. Tôi thấy mình có giá hơn khi làm những việc này. Tôi thích ở nhà, thích gần gũi với mọi người trong gia đình và anh Bình cũng vậy, cô nói. Quý Bình tiết lộ vợ được lòng tất cả các thành viên trong gia đình bởi sự hòa nhã chu đáo. Tháng 3 vừa qua, Quý Bình và vợ đón con trai nhỏ trong niềm hạnh phúc bất tận. Hiện tại cặp đôi có cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Anh và vợ doanh nhân sống trong biệt thự lớn ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai luôn cố gắng mỗi ngày để vun vén gia đình hạnh phúc.